Dạ vâng, em Hùng xin kính chào toàn thể các bác ạ. Và mới sáng sớm hôm nay thôi thì em đã nhận được một cuộc gọi từ một bác khách, đó chính là chị Tuyết ở Thanh Oai các bác nhé. Và chị có điện cho em và nhờ em tư vấn cho chị một cấu hình bộ dàn chơi trong gia đình khoảng tầm từ 25-30m2 với mức đầu tư khoảng tầm độ là 25 triệu trở xuống để chị có thể là chơi trong dịp lễ Tết 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 các bác nhé. Và sau khi nghe em tư vấn thì chị đã chốt cho mình với mức đầu tư là 25 triệu đồng tròn. Với mức đầu tư như này thì em sẽ phối ghép cho chị như là combo, bộ dàn và súp sẽ là sản phẩm mới double của DBL Boutique, hàng nhập khẩu chính hãng, bảo hành chị là 2 năm. Và em sẽ phối ghép cho chị thêm là một đôi nón bãi bát 30 các bác nhé. Và chi tiết bộ dàn của chị gồm có những gì thì xin mời các bác cùng theo chân em nhé. Và đầu tiên sẽ là một đôi loa bãi bát 30 đến từ thương hiệu của Đức và được lắp ráp tại Trung Quốc. Em nó có tên là 5S, model là HX12. Và em đang check cái mã này ở trên thị trường, anh em đang bán mới là 28 triệu các bác nhé. 5S HX12D, đấy 28 triệu đây là sản phẩm mới. Và đây là sản phẩm bãi ở bên em đang bán thì mức giá sẽ rẻ hơn là đáng kể đấy các bác nhé. Em đang bán mã này đang giảm giá là 10 triệu rưỡi đấy. Và thiết kế của bát bên trong là bát 30, củ bát của tép sẽ là nhập khẩu của Italy. Củ bát của em nó sẽ là thiết kế từ 109 côn 76 và tép sẽ là tép của BNC côn 44. Và với củ bát mà từ 109 côn 76 thì cho tiếng bát rất là nực và chắc, và tiếng tép thì rất là tơi và sáng. Và em này được thiết kế sơn là một lớp sơn sần cát các bác nhá. Hầu như các bác sẽ không bị xước, không hầu như sẽ không bị lộ xước được các bác ạ. Đấy. Các bác có thể là cào thoải mái luôn. Và chi tiết về đôi loa bãi này thì các bác có thể là xem trên kênh YouTube của Hiếu Minh Audio, thì em sẽ quay video ở trên đấy và các bác có thể là xem chi tiết bát tép bên trong của em nó các bác nhé. Và tất cả hệ thống dàn mới thì em sẽ phối ghép cho chị là đầu tiên sẽ là một bộ micro không dây của DBL Boutique có model là K4000 bản nâng cấp của 350 Plus bản cũ các bác nhé. Và thiết kế của em nó sẽ là một tông màu đen để cho các bác có thể là phối ghép dễ dàng vào những cái không gian gia đình rất là sang trọng và lịch sự đúng không ạ. Và một bộ mic micro không dây này thì được tích hợp rất nhiều những tính năng ở trên bộ mic này các bác nhé. Chúng ta có thể kể đến như là dò sóng sạch này, cảm biến gia tốc này và tự động ngắt này. Và em đó có một cái tính năng đặc biệt nữa là tính năng nâng tôn và hạ tôn đấy. Và tay mic của em nó sẽ là tay mic màu xanh rêu chống xước các bác nhé, được phủ một lớp sơn chống xước đấy. Và bộ mic này thì hát thì rất là bắt mic, khi các bác lớn tuổi mà hát các cái bộ mic này thì sẽ không bị mệt đâu đấy, tiếng mic rất là sáng và bay. Và cùng với đó thì em sẽ phối ghép cho chị thêm là một bộ vang cơ lai số có model là KM30 Plus bản 2024 đời mới nhất các bác nhé. Và em nói được tích hợp rất nhiều những cái cổng ăn chơi, như là các bác có thể, như chúng ta có thể kể đến như là các cổng như là cổng quang này, Bluetooth này và các cổng hoa sen, và các bác có thể là cắm cổng USB. Và em nó có được tích hợp thêm là một cái điều khiển để cho các bác có thể là đứng từ xa và ấn điều khiển tăng to nhỏ volume, và không phải chạy ra đây để tăng như này đâu các bác nhé, không phải chạy ra đây để tăng to nhỏ đâu. Và em này thì cho tiếng nhạc thì rất là tuyệt vời, với chạy chip là 48 bit, tốc độ xử lý rất là nhanh, cho tiếng nhạc rất là bát, đánh rất là nực và chắc, tiếng tép thì rất là tơi và sáng, và tiếng micro không dây thì hát rất là hay bay, echo reverb thì rất là ngọt ngào. Và em sẽ phối ghép cho chị thêm là một cục đẩy 2 kênh có model là B2005 cho công suất mỗi kênh là 500W, và em nó được sử dụng mạch là mạch flash hát, đánh tiếng rất là sáng để đánh thoải mái được một cặp bát 30 như này các bác nhá. Và size của em nó sẽ là size 2U, kích thước là chỉ khoảng tầm 36 phân thôi, để cho các bác có thể là ghép vào những cái kệ gỗ mà không phải cắt các bác nhá. Và cuối cùng là một chiếc súp điện bát 30 của DBL Boutique có model là KS312, và để gia tăng độ tiếng trầm cho bộ dàn đấy thì chiếc súp này đánh tiếng rất là nực và chắc đấy các bác nhá. Và khi chị có lấy một combo bộ dàn như này thì em sẽ tặng cho chị tất cả những phụ kiện dây rắc và
tặng thêm cho chị là một bộ pin sạc để chị có thể hát thoải mái trong vòng 6 đến 7 tiếng với trị giá là 350.000. Và chị có ở Thanh Oai thì em sẽ miễn phí lắp đặt tại nhà cho chị. Đấy, chị có thể là ngồi và hát thôi. Đấy, mọi việc cứ để bên em lo. Đấy. Và cảm ơn chị và chúc chị trong dịp lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 hát thoải mái trên bộ già này nhá. Ok, và sau đây em sẽ phối ghép và căn chỉnh. Trước khi chuyển đến cho chị thì em sẽ căn chỉnh và test cho các bác một bản karaoke để cho các bác có thể là nghe trải nghiệm chất âm với mức đầu tư 25 triệu đồng này các bác nhá. Vâng, và như thường lệ thì em Hùng luôn luôn test cho các bác là trước khi đến một bản karaoke thì em sẽ luôn luôn test cho các bác về chất mic, xem bộ dàn như này tổng số 25 triệu xem như thế nào các bác nhá. 1 2 3 4 5 6. Đấy, các bác thấy nghe tiếng xì rất là sáng đúng không ạ? Tiếng rất là sạch và hát rất là bay tiếng và độ hút thì rất là tốt các bác nhá. Ok, bây giờ em sẽ gửi tới các bác một bản ca khúc là Trăm Năm Thân Quê. Xin mời các bác cùng lắng nghe và thưởng thức nhé. Không gian mênh mông quá, những niềm vui khi xưa vẫn đây. Sau khi ven cây bóng dáng người tình ngày nào đâu thấy. Khi xưa nơi đây có gió với mây theo ta hát ca. Giờ ngồi đây hôm nay đó mây đã xa, cô đơn đưa ta về đâu. Ngày em xa đi anh như hoa nhân nơi đâu có vừa. Thương nhớ không quên, cơn đau hoài không dần. Rồi anh ra đi nơi xa có quên vết thương hôm nào. Yêu dấu ta chào, nhưng trong lòng vẫn đau. Người ơi có nghe không, lòng anh có riêng em thôi. Rồi anh ra đi nơi có quên đồng vần mai sao không thể quên. Người ơi có nghe không, lòng anh vẫn trong mong. Dù là chẳng năm sau khi xa đời anh vẫn không quên. Và vừa rồi thì các bác đã trải nghiệm thử chất âm với bộ dàn là 25 triệu đồng này rồi đúng không ạ? Tiếng rất là hay và sáng, mic bắt rất là bắt các bác nhá, và tiếng nhạc thì rất là tuyệt vời. Ok, và các bác có nhu cầu tham khảo những sản phẩm trên thì có thể là gọi điện trực tiếp qua số hotline bên em các bác nhá. Và em sẽ kết thúc clip tại đây và xin thân ái chào tạm biệt tất cả các bác ạ.